một cái phương pháp học tiếng Nhật cực kỳ hiệu quả mà tôi thấy là tôi phải chia sẻ anh em ngay. Đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ cái gọi là phương pháp học tiếng Nhật. Tại vì là có nhiều người chia sẻ rồi cho nên là mình cũng không tham gia vào cái mảng này lắm. Với cả cái tiếng Nhật của mình nó cũng giỏi, nó cũng khá ổn. Nhưng mà các cụ bảo là cái gì tốt thì khoe ra, cái gì xấu xa thì đậy lại, cho nên là mình ít chia sẻ. Phương pháp mà tôi muốn nói đến anh em nào cũng biết, đấy là xem anime. Nhưng tại sao tôi phải làm video này để tôi nói rằng nó hay? Bởi vì là từ thời cha sinh mẹ đẻ, từ ngày học tiếng Nhật đến bây giờ, gần đây tôi mới xem được anime khoảng vài tháng. Nhưng mà trong vài tháng này thì tôi thấy cái trình độ nghe tiếng Nhật của tôi tự dưng nó giống như là mình được thông tai ấy. Ngày trước tôi nghĩ rằng xem anime là vớ va vớ vẩn, nó chả có gì hay ho cả. Nhưng mà chợt nghĩ ra mình thử thay đổi phương pháp xem sao, nhưng mà nó hiệu quả thật. Tôi thì không thích xem phim tình cảm, tôi chỉ thích xem phim hành động thôi, từ hai người trở lên. Và các cái thể loại liên quan đến điều tra với cả hình sự thì Conan là một sự lựa chọn rất tốt. Thì Conan ở trên mạng nó cũng ít, nó cũng khoảng có 900 tập thôi. Tôi xem được vài tháng nhưng mà tôi thấy là nó hay quá, cho nên tôi phải chia sẻ anh em. Cho nên là anh em nào mà cảm thấy tai mình đang bị ù thì anh em thử xem Conan đi. Vài tháng sau anh em sẽ thấy sự khác biệt. Nếu vài tháng sau mà anh em không thấy khác biệt ấy, em quay đây tìm tôi nhá. Lúc đấy anh em mà không tiến bộ nhá, tôi chịu trách nhiệm với anh em. Tôi sẽ tặng cho anh em một cái ngoáy lỗ tai, để tôi ngoáy lỗ tai cho anh em. Anh BK tuyển dụng kỹ sư không những free mà lại còn tặng thêm hoa hồng.